Kính chào quý vị và các bạn, sau đây là phần điểm tin thời sự lúc 16 giờ chiều của Đài Truyền hình Việt Nam. Tiếp tục chuyến thăm Hoa Kỳ sáng mùng 10 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có cuộc gặp Chủ tịch thường trực danh dự Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, Hoa Kỳ là quốc gia có nhiều kinh nghiệm quý giá trong công tác xây dựng pháp luật. Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực này để trao đổi kinh nghiệm cho quá trình cải cách pháp luật. Chủ tịch thường trực danh dự Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới, đồng thời khẳng định Quốc hội Mỹ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam, qua đó tăng cường hiểu biết và quan hệ giữa nhân dân hai nước. Ngày 10 tháng 9 tại Hà Nội, Thượng tướng Đỗ Bá Tị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có buổi tiếp và hội đàm với Chủ tịch Tham mưu trưởng Tư lệnh Không quân Ấn Độ, Đại tướng Arup Raha đang có chuyến công tác tại Việt Nam. Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, tình hình mỗi nước và những vấn đề cùng quan tâm, cũng như đề ra những biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Đại tướng Arup Raha khẳng định, Ấn Độ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất trong chính sách hướng đông của mình. Chiều cùng ngày, Đại tướng Arup Raha và đoàn đại biểu cấp cao quân đội Ấn Độ đã đến chào xã giao Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Hôm 9 tháng 9, tại cặp cửa khẩu quốc tế Hoa Lư Bình Phước của Việt Nam và Tra Prang Se, tỉnh Krachie của Vương quốc Campuchia đã diễn ra lễ thông xe thực hiện biên bản ghi nhớ giữa chính phủ ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia về vận tải đường bộ. Tuyến liên vận quốc tế Việt Nam-Campuchia-Lào được chính thức thông xe sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, giao lưu thương mại, du lịch. Theo quy định của bản ghi nhớ được ba nước ký kết, hạn ngạch phương tiện thương mại của mỗi quốc gia với vận tải qua biên giới là 150 xe. Việc tăng hạn ngạch phương tiện vận tải thương mại sẽ được ba quốc gia thỏa thuận dựa trên nhu cầu kinh tế và lợi ích chung. Lễ trao giải tầm nhìn phụ nữ lần thứ 5 được tổ chức tại Hà Nội ngày hôm nay mùng 10 tháng 9, vượt qua hàng loạt những nhân vật phụ nữ tài năng của Việt Nam. Nguyễn Thị Thu Thương, một người phụ nữ tự quyền, đã vinh dự nhận được giải thưởng này. Nguyễn Thị Thu Thương có chiều cao 80cm và nặng chỉ có 22kg, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do mắc căn bệnh giòn xương, tuy nhiên cô đã không để bệnh tật đánh gục. Cô đã sử dụng tiền tiết kiệm 10 năm của mình để mở một trung tâm dạy nghề vào năm 2014. Cơ sở này đã cung cấp đào tạo nghề và hoạt động như một trung tâm giới thiệu việc làm, nơi mà người khuyết tật có thể đến với nhau và tìm hiểu làm thế nào để kiếm sống. Tin thế giới, Liên minh châu Âu, EU và Cuba ngày hôm qua đã bắt đầu vòng đàm phán thứ 5 nhằm thúc đẩy quan hệ song phương hướng tới đạt được một thỏa thuận cơ bản vào cuối năm nay. Tại cuộc họp ngày hôm qua, thì hai bên đã thảo luận về hợp tác, thương mại cũng như bắt đầu các cuộc thảo luận về đối thoại chính trị. Các chủ đề về nhân quyền, vai trò của xã hội dân sự dự kiến cũng sẽ được thảo luận tại vòng đàm phán kéo dài 2 ngày này. EU cho biết đây là những vấn đề gai góc nhất trong quan hệ song phương. EU và Cuba đã bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm bình thường hóa quan hệ từ tháng 4 năm ngoái. Chính quyền thành phố Baltimore, bang Maryland của Mỹ ngày hôm qua đã chấp nhận trả khoản tiền lên tới 6,4 triệu đô la Mỹ để bồi thường cho gia đình Freddie Gray, một thanh niên da màu, tử vong do chấn thương nặng khi bị cảnh sát bắt giữ hồi tháng 4 vừa qua. Phát biểu tại một buổi họp báo, thị trưởng thành phố Stephanie Rowling Black thừa nhận việc đưa ra khoản bồi thường trước khi các thủ tục pháp lý hoàn tất là điều bất thường. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh chính quyền thành phố muốn bảo vệ lợi ích của người dân và cụ thể trong trường hợp này là những người thân của Gray. Đây là một trong những khoản bồi thường lớn nhất tại Mỹ liên quan đến các vụ cảnh sát gây chết người da màu trong những năm gần đây. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ngày hôm qua tuyên bố đã bắt cóc một người Na Uy và một người Trung Quốc làm con tin, đồng thời đòi tiền chuộc để thả họ. IS đã đăng hình ảnh hai người đàn ông bị bắt làm con tin trong trang phục màu vàng. Hai người bị bắt được nhận dạng gồm một người đàn ông Na Uy là Ole Johan Grimsgard Osfat, 48 tuổi, đến từ Oslo, còn người đàn ông Trung Quốc là Phan Jing Hui, 50 tuổi, một chuyên gia tư vấn tự do đến từ Bắc Kinh. IS cũng chuyển thông điệp đòi trả tiền chuộc để đổi lấy tính mạng của hai con tin. Tuy nhiên, IS không cho biết thời gian và địa điểm bắt giữ hai con tin này. Phần tin ván chiều xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.